Ok, nhiều cái này cho trái đất cho mình chứa nước cho nó. Từ từ đã, để đất bắt đào hố đó. Cây bỏ vào thêm đất thôi. Đây, con hút đất vào, hút đất. Bỏ đất vào góc cây. Hút đất cho cây này sống. Hút nhiều vào. Rồi, không có là cây không sống đâu. Kín đất vào góc á thì nó mới sống, không tưới nước cho nó nha. Có thể sắp mưa rồi. Kia kia kìa. À, kia lấy cái sẻng ra thôi kìa. Nhà đưa cái sẻng ra. Đất vào góc vậy nha. Chín rồi. Bạn thôi đang trồng cây vô trái đất hả? Trồng cây vô trái đất. Trái đất còn sống nữa. Trái đất xanh. Trái đất xanh. Bảo vệ môi trường. Ok, môi trường. Bảo vệ trái đất. Trái đất mình bật đèn nhiều quá. Trái đất không còn cháy đèn á. Đúng rồi. Còn bên trái đất này chưa có rồi đấy. Chín chung hết đất vào. Chát hết đất vô. Rồi góc đó. Nó xúc đi, nó xúc đổ thôi. Đất nha, nhiều đất vào, kín gốc vào thì nó mới lên được. Nếu mà có để không kín đất thì nó không lên được đâu. Nó chết cây đi đó. Không tưới nước cho nó. Để mẹ lấy nước cho rồi em nắm tưới rồi con tưới. Nắm tưới đi. Rác nè. Bỏ rác ra, rác nó nhặt gọn vào. Mà nhặt hết rác luôn. Rồi tí đi nhặt bớt rác đi nha, nhiều rác quá trời. Người ta đang dịch bệnh rác ghê quá. Thôi, bỏ cái bột rác đi ha. Con trồng đi xong rồi thôi. Ngày sau mình đi gom rác xong. Tưới cây nè. Tưới đi. Rác phải dùng ra ghê quá. Người ta dùng á. Thôi thôi xưa em tưới cho. Tưới vào gốc mà nắm ơi. Đây. Thôi về nhà tưới. Đây nhá. Anh không chỉ em tưới vào gốc ấy. Đó là gốc á. Trong cây này là sau là lên là tốt luôn. Sau này nó thăm cây này. Thăm cây này. Nó to lớn chắc có Totoro á. Trong cây cho Totoro nó ở nha. Cây mềm mà lớn là Totoro nó sẽ ở đây à? Thôi để anh Thuận biết tưới, anh tính tưới, anh Thuận có kinh nghiệm hơn. Lấy cái cầu ấy chứ cái đấy xuống đất đâu phải xuống nước đâu. Cái này sao nó vững không? Cái gì? Để cắm bên đây nè. Cắm bên kia. Ừ, cắm tư. Đó có cây, có cây mà thôi. Đây bộ bê thì cái đó. Rồi. Mẹ dựng phòng hỗ trợ đi. Chọc mắt kìa. Rồi để cho em ít nước nào. Để cho em ít tưới. Em cần tưới đây, bố đổ cho em nào. Em rơi đây. Nào, rơi ra. Ở đây này bố có đổ đây. Đổ nào, đổ nào. À, bố đổ đây. Thôi thật bỏ cái xúc cát ra. Để đây cho em đi thôi. Con đổ cái to đi, con lớn đó mà. Rồi, con đổ hết ra đi, cho cây nó ướt. Lên nha. Rồi. Rồi, yêu Thuận yêu cây cái, chờ lớn đi, yêu cây tạm biệt cây đi. Thôi mình về là mình... Bye bye. Bye bye, hẹn gặp lại cây nha. Cầm cái xuống kìa. Bye bye, các bạn cây nha. Ok, bây mình về lều đi.